Như vậy là cái bí mật về cái việc làm hiệu ứng quận chuột thì bây giờ đối với bạn thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Tức là khi mà quận chuột xuống nó thay đổi cái gì? Ví dụ như ở đây, quận chuột xuống nó thay đổi phần menu trên. Xong rồi phần bên dưới nó hiển thị bay lên nhỉ? Bay lên nhỉ? Thì cái đấy nó chỉ đơn giản là cái việc mình kiểm tra xem là quận đến vị trí nào. Đã đến cái vị trí Sell Ready này chưa? Đến vị trí Update này chưa? Đến vị trí Support này chưa? Thì nếu mà đến vị trí đó thì mình sẽ add class vào nó. Thì khi add class vào nó thì nó sẽ hiển thị lên thôi. Đấy. Add class vào nó sẽ hiển thị lên. Add class vào từng cái, nó sẽ hiển thị lên. Đấy, tức là cái phần bí mật về việc làm quận chuột thì nó không còn là bí mật nữa rồi. Mà sau cái bài tập vừa rồi là bạn đã nắm được cái cách viết rồi. Tức là mình chỉ đơn giản là sử dụng các cái hàm phần key là sử dụng. Thứ nhất là cái window scroll function no line để check xem người dùng đã quận chuột chưa, đã quận chuột chưa. Sau đó là dùng cái hàm là đô la body chấm scroll top. Cái này để tính vị trí, tính xem người dùng đã đến đâu rồi, đến footer hay chưa, đến menu hay chưa, đến phần nội dung hay chưa. Sau đó là mình sẽ phải dùng cái hàm là đô la tên chấm offset chấm top. Cái này là tính xem là vị trí hoặc là hay nói cách khác là tọa độ của cái phần tử được xử lý hiệu ứng, sẽ xử lý hiệu ứng ở đâu, đúng không? Ví dụ như menu nằm ở đâu, ví dụ như vậy. Sau đó là dùng câu lệnh if để so sánh giữa cái vị trí body và vị trí của phần tử. Đấy. Nếu mà lớn hơn thì làm gì đó, nếu mà nhỏ hơn làm gì đó, thay đổi giao diện bằng cách add remove class. Thì cái key đấy là cái key của việc là viết hiệu ứng này. Cho nên là với cái key đấy thì bạn làm cái này chắc không còn vấn đề gì nhỉ? Hay mình làm thử. Làm thử nhá, làm thử bằng tay trước. Thì ở đây mình cái bước các cái bước làm của bài này như sau này. Một là làm thử bằng làm lại bằng như đâu. Bước thứ hai là sử dụng thư viện animate.css. Để gì nhỉ? Để sử dụng, để gọi là để thay thế CSS đã viết. Mục đích là gì nhỉ? Đỡ mất thời gian viết CSS. Mở ngoặc là vì có người đã làm điều đó rồi. Đã làm rồi. Và họ xếp thành một cái thư viện gọi là animate.css. Sức Google bạn sẽ ra thư viện này. Đấy là cái bước thứ hai, tức là mình sử dụng cái thư viện để mình xem, để mình chạy cái đấy. Ví dụ như thư viện của nó là animate.css. Sức Google ra nhé, đó link đầu tiên nhé, đó mà nhìn thấy vào một cái nó có luôn đây này, đó nó có viết sẵn cái bubble check rồi.
Tada, ví dụ như vậy. Fade fade in right à? Đi vào từ bên phải. Đi vào từ bên phải. Đi vào từ bên phải. Đi vào từ bên phải, thực ra cho bạn chỉ để nó thuộc tính translate x khoảng tầm âm 200, sau đó translate x 0 pixel là nó sẽ về đi vào từ bên phải thôi. Chẳng qua đây nó viết sẵn cho mình rồi. Mình không phải viết nữa. Để cho đỡ mất thời gian. Đó, đi lên này, biến mất này. Chẳng qua thì chỉ cho nó opacity bằng 0 này và translate y khoảng tầm âm 200 pixel nó sẽ bay lên thôi. Tức là nó như nào nhỉ, tức là những cái này nó định nghĩa sẵn rồi, nó viết sẵn CSS rồi, mình chỉ add class vào là mình sử dụng thôi. Như vậy là đỡ mất thời gian mà, được chưa? Như vậy mình hướng dẫn luôn để bạn đỡ mất thời gian. Tiếp theo là để nhanh hơn nữa thì sử dụng thư viện. Wow, như kiểu là ngạc nhiên đấy. .js và dùng jQuery để điều khiển thôi. Cái này còn nhanh hơn nữa. Như vậy là hiệu ứng Stroll hiện nay nó được tách ra khoảng 3 phần chính. Cái kia là và lý thuyết nhắc lại nhé. Phần thứ nhất là mình làm thử bằng jQuery. Phần thứ hai mình làm bằng thư viện Animate CSS để thay thế cho CSS đã viết. Tức là bình thường mình sẽ viết là class bằng, ví dụ như trong bài tập vừa rồi mình viết class bằng Mabu đúng không? Class bằng Syriza, class bằng gì đấy. Thì bây giờ mình không làm cái đấy nữa. Có người ta viết cho mình chỉ đặt đúng tên là gì nhỉ? Fade in out right chẳng, fade in out left chẳng, thì nó tự xảy ra chuyển động đấy. Và nó có cả đống chuyển động đây mình để mình gì nhỉ? Để mình lựa chọn. Tức là thay vì đặt class bằng Mabu thì mình đặt class bằng đúng tên của nó luôn. Thế là nó sẽ chạy luôn, mình đỡ phải viết lại. Đấy, đấy là tác dụng của cái phần thứ hai này. Phần thứ ba là để nhanh hơn nữa thì sử dụng thư viện wow.js. Search thử xem nhé. Wow này. JS này. Đấy. Kích vào đây thôi. Đó. Tùm lum ta la đúng không? Nhìn ảo. Thì cái này mình làm bằng tay cũng được thôi. Nhưng mà trong trường hợp này là mình gì nhỉ? Mình sẽ sử dụng thư viện Animate CSS kết hợp với cả kết hợp với Animate để mình còn không cần phải viết là câu lệnh so sánh. Tức là trong jQuery thì mình phải viết câu lệnh so sánh xem là nó so sánh lên vị trí đến vị trí của menu hay chưa để mình add class. Nhưng mà kết hợp với cả wow thì mình còn không cần phải so sánh luôn. Tức là mình chỉ việc chỉ ra là hiển thị thế nào, vào thế nào, ra thế nào. Thế là xong. Chứ còn mình còn thậm chí không phải so sánh. Đấy là bước cuối cùng. Tức là mình sẽ sử dụng tất cả thư viện có sẵn ở trên và sử dụng nó, sử dụng jQuery để điều khiển. Đó, đây là nội dung của cái phần hiệu ứng Stroll này. Cảm ơn các bạn.